Đây là căn biệt thự mẫu tại một dự án thuộc khu B, khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, đang được đơn vị chủ đầu tư là tập đoàn Nam Cường hoàn thiện để giới thiệu đến khách hàng. Có vị trí đẹp nên giá căn này khoảng hơn 200 triệu đồng một mét vuông. Người giới thiệu cũng cho biết các căn biệt thự ở đây diện tích từ 170 đến gần 250 mét vuông. Kế hoạch trong tháng này, dự án sẽ mở bán 58 căn trên tổng số 108 căn đã hoàn thiện phần xây thô. Tùy vị trí có giá chào bán từ 160 đến hơn 200 triệu đồng một mét vuông. Theo nhận định của bản tin Nhà đất và Đầu tư, đây là mức giá quá cao so với khu vực. Vậy liệu có hay không việc cố tình thổi giá của chủ đầu tư? Đối với xã hội thì rõ ràng là nó nguy hiểm hơn. Đó là vì cái dự án đó đẩy cái giá cao. Cho nên các cái dự án xung quanh của các chủ đầu tư khác, người ta nghĩ rằng là họ có cái giá như thế thì chúng ta cũng chẳng kém gì. Và chúng ta cũng phải đẩy giá lên. Đúng không ạ? Và như vậy nó sẽ tạo ra một cái mặt bằng giá cao hơn. Những cái mặt bằng giá đó chỉ là để nhìn thôi. Chứ còn cái người mua thì người ta không mua hoặc mua rất ít. Giai đoạn vừa qua thì nhiều doanh nghiệp đang chào bán cái giá rất là cao. Chúng ta thấy là nó có rất là nhiều vấn đề trong đó. Thứ nhất là người ta đón bắt cái xu thế. Hai nữa là nó đón bắt cái luật đất đai. Tại tới đây luật đất đai đánh giá theo cái giá thị trường mà. Cho nên là nhiều khu đất, nhiều cái phân khúc có thể lên giá, nhưng nhiều phân khúc có thể là xuống giá. Tôi cho là về cơ chế chính sách chúng ta phải có một cái định hướng rất là rõ ràng. Rất là rõ ràng. Chẳng hạn luật đất đai, chúng ta phải định nghĩa nó rất là rõ ràng. Để làm sao mà người dân cũng không hoang mang, các doanh nghiệp cũng đi theo chuẩn, theo cái định hướng đó. Việc ăn theo sự đẩy giá cũng đã thấy khi mà theo tìm hiểu của phóng viên bản tin Nhà đất và Đầu tư, tại dự án Him Lam Vạn Phúc, quận Hà Đông, hiện cũng được chào bán với giá rất cao, quanh mức 170 triệu đồng một mét vuông, tăng 20-30% so với vài tháng trước. Trong khi đó, ở nhiều khu vực lân cận khác như Văn Phú, Văn Khê, dù cơ sở hạ tầng và tiện ích hoàn chỉnh vượt trội, biệt thự vẫn giao bán quanh ngưỡng 110 triệu đồng một mét vuông, nhưng cũng ít giao dịch. Rõ ràng, việc đẩy giá của dự án đã đang gây nên những hệ lụy. Nó không đơn thuần là sự ngộ giá, chiêu tạo tiếng vang, PR sản phẩm, mà nó còn gây nên những bức xúc và lầm tưởng trên thị trường. Vẫn biết kinh tế thị trường thuận mua vừa bán, nhưng việc tôn trọng quy luật ấy không có nghĩa là để các doanh nghiệp có thể một mình một chợ, mà cần có sự tương quan chung, phù hợp và không gây lũng đoạn tác động xấu tới thị trường. Chúng ta có cái gì quản lý không ạ? Thì chúng tôi cho rằng là chúng ta quản lý bằng các cái khuôn khổ pháp luật, chứ không tham gia một cách trực tiếp vào cái hình thành giá cả của thị trường. Tuy nhiên, trong thực tế thì chúng tôi cho rằng có lẽ chúng ta cũng cần có những cái biện pháp để xác định cái mức giá cả. Tôi cho là các cái nhà đầu tư cũng nên rất là cảnh giác. Có thể nó chỉ là một cái sóng thôi, chứ nó không phải là bản chất là cái giá nó lên. Cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu rất là kỹ trước khi mà chúng ta ra tiền. Khi thị trường bất động sản nguồn cung đang còn hạn chế, thì sự chờ đợi, mong ngóng sản phẩm, dù ở phân khúc sơ trung hay cao cấp, đều dễ hiểu bởi nhiều người đang có nhu cầu. Nhưng với cái giá bán đang chào mời ở dự án Nam Cường, khiến cho sự mong chờ ấy rơi vào trạng thái hoài nghi và tiêu cực. Dẫu biết rằng việc chào bán sản phẩm giá nào là do chủ đầu tư quyết định, nếu giá quá cao thì hàng sẽ không bán được, thiệt hại đầu tiên thuộc về chủ đầu tư. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng các chủ đầu tư chào bán sản phẩm bất động sản với giá quá cao, với ý đồ thổi giá cho các sản phẩm ra hàng sau này, gây nhiễu loạn thị trường. Bất động sản là ngành kinh tế mũi nhọn, biến động của nó tác động mạnh đến sự phát triển ổn định của các ngành, lĩnh vực khác. Do đó, cũng đến lúc nhà nước cần có những quy định, chế tài, xử lý với những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có hành vi vi phạm này, giúp cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, là động lực cho nền kinh tế phát triển bền vững.